vị máy tính chị An Kha xin chào. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một sản phẩm của Dell, đó là Dell Vostro V5568 phiên bản màu blue. Vâng, sản phẩm này dành riêng cho các bạn sinh viên khối kinh tế và dân văn phòng, có khối lượng công việc ở mức độ trung cấp. Dell Vostro V5568 này đã thực sự tạo ấn tượng với người dùng nhờ thiết kế bóng bẩy, mẫu mã đẹp cho sự sang trọng tôn lên vẻ quý phái của người sở hữu. Cấu hình ở mức trung cấp, cài đặt sẵn Win 10 bản quyền, khóa máy bằng vân tay, có thể sạc pin smartphone ngay cả khi tắt máy. Chiếc máy tính này đáp ứng rất tốt những nhu cầu học tập, làm việc và giải trí của người dùng phổ thông, đồng thời cho phép bạn dễ dàng xách đi mọi nơi. Toàn bộ vỏ máy của Vostro V5568 này được làm từ nhôm sang trọng, cùng với những đường họa tiết vân xước sọc ngang và một lớp vỏ mịn sờ rất là mát tay. Thiết kế cũng khá là mạnh mẽ, cứng cáp và nam tính, từ các góc cạnh được bo hơi vuông vắn truyền thống. Về tổng quan, Dell Vostro V5568 có một màn hình rộng rãi và có khả năng chống lóa cho phép bạn sử dụng tốt ở ngoài trời nhiều ánh sáng. Dell Vostro V5568 này còn có bàn phím được thiết kế khoảng cách vừa phải, độ nảy cao và có bàn phím số phía bên phải, giúp cho những bạn làm việc ở văn phòng công sở, đặc biệt là với ứng dụng Office. Nút quét vân tay được bố trí ở phần chiếu nghỉ, chỉ có bạn mới có thể mở được máy của mình, rất là tiện khi bạn hay sử dụng ở những nơi đông người. Bàn di chuột của chúng ta thì có diện tích rộng, do hai phím chuột trái phải được làm ẩn đi. Theo trải nghiệm thực tế cho thấy thì bề mặt chuột trơn mịn, cho phép bạn vuốt chạm dễ dàng mà không bị rít tay. Xung quanh viền còn được tô điểm bằng lớp cắt kim cương nhìn rất là sáng và đẹp mắt. Được thiết kế mỏng và nhẹ chỉ mức 1,98kg, nhưng Dell Vostro V5568 này vẫn có đầy đủ các cổng kết nối cơ bản. Như ở cạnh trái thì sẽ có một cổng mạng LAN, cổng HDMI, hai cổng USB 3.0 và sau cùng là một jack cắm tai nghe tích hợp microphone tiêu chuẩn. Ở cạnh phải tất nhiên rồi, bạn sẽ không được trang bị ổ đĩa DVD như thường thấy, nhưng bạn vẫn có cổng VGA để kết nối với máy chiếu, thêm hai cổng USB nữa và một khe đọc thẻ nhớ máy ảnh. Vậy là chiếc laptop của chúng ta có tới 4 cổng USB để bạn thoải mái cắm các thiết bị ngoại vi. Dell Vostro V5568 này có độ nhẹ vừa phải, kết hợp với một pin 3 cell và chip Kabilex tiết kiệm điện, đã làm tăng sự linh động cho bạn trong trường hợp bạn phải đi làm hoặc là mang đến thư viện, lên giảng đường học tập. Khe tản nhiệt thì được bố trí ở phía đáy máy, do vậy khi bạn sử dụng cố gắng để máy ở những nơi thông thoáng. Hai loa phía mép máy với công nghệ Waymax Audio mang đến cho bạn một hiệu ứng âm thanh ở mức độ ổn định, to và rõ. Cấu hình của V5568 ở mức độ trung cấp đủ để đáp ứng được nhu cầu làm việc văn phòng. Cụ thể như sau, máy được trang bị chip Core 5 Kabilex xung nhịp 2.5GHz và có thể tự động ép xung lên đến 3.1GHz. RAM ở mức là 4GB công nghệ DDR4 với băng thông là 2400MB trên giây thay vì là 1600 trước đó. Một ổ cứng tiêu chuẩn 500GB các bạn có thể thoải mái lưu trữ được dữ liệu của mình và lưu trữ trong nhiều năm. Máy thì không có cả màn hình rời mà chỉ có onboard Intel HD Graphics 620 thích hợp cho những bạn sinh viên kinh tế ngoại ngữ sử dụng. Một màn hình rộng rãi cỡ 15.6 inch với độ phân giải là HD giúp bạn có một không gian làm việc thông thoáng và rộng rãi. Hệ điều hành bản quyền được tích hợp sẵn trong Dell Vostro V5568 này sẽ giúp bạn sử dụng được ổn định, an toàn và hạn chế các lỗi file hoặc là bị đánh cắp thông tin bởi Win 10 bản quyền đã được trang bị miễn phí phần mềm diệt virus và tính năng Recovery để bạn khôi phục dữ liệu khi bị xóa nhầm. Ngoài ra thì bạn còn được sử dụng tiện ích email, lưu trữ đám mây SkyDriver và thậm chí là gói văn phòng Office 365. Như vậy là một sản phẩm có thiết kế đẹp mắt, thương hiệu đến từ Mỹ nổi tiếng, bền và đạt chất lượng tiêu chuẩn khắt khe. Dell Vostro V5568 này thực sự là người bạn trung thành cho những bạn sinh viên, khối văn phòng sử dụng vừa giải trí, học tập và làm việc. Siêu thị máy tính An Khang cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!